Xin chúc mừng cho hội bà bầu của chúng ta đã vượt qua thêm một kiếp nạn và bây giờ càng ngày càng phát triển. Nhân tiện đây, Kim Khánh cũng xin cảm ơn tất cả mọi người. Nếu như không có sự can thiệp của mọi người thì chắc có lẽ Kim Khánh cũng không thể nào đứng đây. Chắc lúc đó Khánh đã... Nè, Kim Khánh, trời ơi, thôi, vui vẻ, nói chuyện vui vẻ đi. Đúng rồi. Chuyện buồn bỏ qua một bên hết đi. Đúng rồi, đang đó vui mà. Đang không khí vui vẻ, tự nhiên nhắc chuyện buồn chi. Nè, vô cái đi nè, nè, vô cái nè. Vô, xin mời mọi người. Vậy thì Khánh xin nói lời cảm ơn riêng đến vợ chồng của Hồng Lam, vợ chồng Mỹ Hồng và hiệp sĩ Thư Ngộ. Ông Lạnh. Nè nè mọi người. Ê ông Lạnh, ông Lạnh. Dạ, mày dắt anh trai mày tới hả? Một con già lắm hả? Ờ đúng rồi. Ở trong đây là bà trẻ hơn bà thêm thôi đó. Ông Tư, ông giới thiệu cho hết mọi người để biết ông là gì của tôi. Em xin chào mọi người. Em á là bồ của chị Út Lạnh. Trời ơi. Tôi đi nhảy sông đây. Ờ à, Út Lạnh. Em Út Lạnh. Bồ của em Út Lạnh. Trời ơi. Ôi. Nè, ông Pháp, đỡ em. Cẩn thận đó, đỡ con. Từ từ vợ. Cho vợ phát biểu chút đi. Nè, mọi người đừng có chọc cái cặp đôi dễ thương này nữa. Nghe Mỹ Hồng nói nè. Mọi người có cảm thấy á, là hội bà bầu của mình á, việc gì cũng làm được hết đúng không? Từ tư vấn sức khỏe đến tư vấn luật pháp, dẫn đầu xu hướng thời trang, bất chấp gian nan, bất chấp nguy hiểm, hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ người khác, nhưng vẫn hoàn thành tốt vai trò của người vợ và người mẹ. Hay. Nâng ly, nâng ly đi. 1, 2, 3, 4. Sai, mời mọi người, mời mọi người. Sao vậy? Sao vậy? Thôi 2 tuần nữa mới đẻ mà. Trời ơi, biết đâu đẻ sớm. Hả? Cho tụi em đi đẻ. Xin người nhà ngoài chờ. Người nhà ngoài chờ có gì chúng tôi thông báo. Bà sao? Cầu trời khấn Phật cho vợ con mạnh khỏe, cho dù con giảm tuổi thọ 5 tuổi cũng không chịu. Đây nè bà, hôm nay nè. Ba mẹ. Sao cậu? Đẻ chứ cậu? Trai gái cậu? Sao rồi con? Vợ mới vô hả ba? Mấy đứa ơi, Hồng Lam đã sanh chưa mấy đứa? Dạ, con chào Mỹ. Dạ, xin lỗi anh chị. Con gái tôi giờ con sanh chưa? Sức khỏe nó làm sao? Nó có bị... Dạ, gì đẹp, chưa có đẻ. Y tá ra kìa. Anh là người nhà của Mỹ Hồng. Dạ, tôi là chồng. Dạ, anh sinh rồi, con trai 3,5 kg. Dạ, tôi sinh rồi. Dạ, anh bình tĩnh. Vợ tôi sao được cô? Hồng Lam. Hồng Lam chưa sinh, bình tĩnh đi, có gì tôi báo sao? Không rồi, Khánh ơi. Đẹp như mơ. Ủa, anh là chồng của Hồng Lam hả? Hồng Lam sinh rồi, một bé trai nặng 3,6 kg, sinh lúc 13:15.